Các bạn vào viết trang .io, raw.io. Đây, trong cái trang này nó sẽ yêu cầu các bạn chọn vị trí lưu. Ví dụ mình chọn trên Google Drive thì bạn có thể share được. Sau này chúng ta có thể share với nhau. Rồi, chọn đồng bộ với lại cái OneDrive, Google Drive của các bạn. Bạn muốn đồng bộ với tài khoản nào? Ví dụ đồng bộ trên tài khoản của FPT luôn. Thì nó sẽ lưu vô trong cái Google Drive của các bạn á. Rồi, cho phép đồng bộ ha. Tạo tạo một cái DRAM mới. Nó có cái biểu tượng nữa mà sao mạng nó chậm quá. Đây, nó ra biểu tượng hơi chậm. Bạn chọn cái Flowchart. Chọn cái Flowchart. Rồi, GA. Dùng cái folder chính luôn. Dùng folder chính luôn. Hay là mình tạo ra một cái folder mới. Mình chọn tạo folder mới đi. Rồi, ở trong này các bạn tạo giúp cho thầy một cái folder. Sum 22 không phải. Bạn có thể là vô cái Google Drive của mình tạo một cái folder Google Drive. Rồi, new cho thầy một folder mới. Com108. Rồi, ok, quay trở lại cái bài của mình. Đây, câu 108. Như vậy đối với flowchart ở đây người ta đã cho mình một cái demo mình có thể sử dụng, hoặc là mình có thể là xóa đi và mình tạo ra một cái flowchart của mình. Kéo này ra, hít chuột hoặc là kéo thả begin. Và đối với lại cái giải phương trình bậc hai thì mình cần gì nè? ABC. Như vậy lúc này các bạn sẽ nhập vào ABC. A phẩy B phẩy C. Và như vậy là nhập rồi các bạn. Mình không cần để chữ nhập ABC. Mình chỉ để ABC là ok rồi. Chỗ này mình để là bắt đầu hoặc là begin tùy. Begin. Rồi, nhập ABC.
Và xuống đây mình có lập delta chưa? Xuống đây mình có lập delta liền hay là làm gì? À, kiểm tra A trước. Như vậy lúc này chúng ta sẽ kiểm tra A. Như vậy nếu như A mà bằng 0, nếu A bằng 0 mà đúng thì chuyện gì xảy ra? Nếu A bằng 0 đúng, à đúng, thì nó là phương trình bậc nhất. Chú ý chỗ này giúp thầy. Nếu như A bằng 0 mà đúng thì mình tạm thời mình để đây một cái khối. Chỗ này là giải phương trình bậc 1 của gì? Của BX cộng C bằng 0. Và mình phải giải chỗ này ra nha, chứ không phải mình chỉ ghi vậy không. Rồi nếu trong trường hợp mà sai, A khác 0, chỗ này của chúng ta, chỗ này mình sẽ nối qua đây. Đó, nếu chỗ này mà, nếu chỗ này mà sai, nếu chỗ này mà sai, nếu chỗ này sai. Rồi nếu chỗ này đúng thì mình xuống chỗ này mình giải phương trình, giải phương trình bậc bậc 2. Vậy để giải được phương trình bậc 2 chỗ này mình sẽ làm gì? Tính delta. Ok. Thì mình sẽ có delta bằng gì? Trừ B nhân B, hoặc là bạn sử dụng hàm B bình phương trừ 4AC trừ 4AC. Đó, B bình phương trừ 4AC. Rồi, tiếp tục. Cũng được. Mình muốn ghi gì cũng được. Ở đây là sơ đồ thuật toán, mình muốn ghi gì ghi. Hả? Sao? Có, dùng hàm mắt. Dùng dùng cái lớp mắt. Để mình dùng power, mình sẽ dùng mũ. Hoặc là P nhân B, hoặc là B mũ 2. Tùy, tùy lúc mình có. Rồi, trong trường hợp này, nếu như mình xuống đây, mình lại xét trường hợp hợp gì? Delta bằng delta nhỏ hơn 0 chứ đi. Nếu delta nhỏ hơn 0 thì sao? Thì à, vô nghiệm. Delta nhỏ hơn 0 thì kết luận là vô nghiệm. Còn không? Còn không? Nếu như muốn thì chúng ta sẽ xét tiếp. Delta bằng bằng 0. À, delta bằng 0 thì nghiệm kép. Delta bằng 0 thì nghiệm kép. Nghiệm kép x bằng gì? Chữ B trên 2A. Rồi, trong trường hợp không phải thì x 1 bằng chữ B cộng SQRT delta chia 2A. Đó, chỗ này là dạng sơ đồ thuật toán, à, cho nên mình có thể ghi bằng bất kỳ cách nào, ghi kiểu gì cũng được hết, miễn làm sao hiểu. Không có cần phải quy định quy ước gì chỗ này hết, miễn làm sao mà các bạn hiểu được vấn đề để tí nữa các bạn code. Rồi, mình sẽ kéo này ra đây.
bạn đưa mũi tên xuống cũng được. Ok. Rồi. Ok. Gì nữa không? Rồi, đó là thuật toán của mình. Ở trong cái chỗ mà giải phương trình bậc 1 này nè. Mình lại sử dụng cái thuật toán nếu b bằng 0. Mình đưa vô đây. Chứ không phải là như vậy ha. Đó. Rồi, như vậy cuối cùng chúng ta sẽ kết luận kết thúc hoặc là end. Như vậy với một bài toán bất kỳ, bạn đều có thể vẽ được cái sơ đồ khối như vậy. Đó, vẽ được cái sơ đồ khối như vậy. Với một bài toán bất kỳ. Rồi, ok. Ủa, khoan khoan. Bị gì đây? À, nó bị double cái nghiệm kép lên. Rồi, ok. Đó là cách để mà chúng ta trình bày thuật toán. Và các bạn phát triển thêm phần bên này ra. Trong này, mình có thể export nó ra một cái dạng PNG. Và bạn cũng có thể lưu về máy của mình. Hoặc lưu trên Git. Lưu trên trên folder của chúng ta. Hoặc cũng có thể lưu về máy. Đó. Được chưa nào? Như vậy đây là sơ đồ thuật toán. Và chúng ta có thể code theo cái sơ đồ thuật toán này. Như vậy thì đối với lại một bài giải phương trình bậc 2 như vậy, chúng ta làm khá là đơn giản. Được chưa nào? Đó là cách để mà vẽ cái plot.